Moscow cung cấp cho đại sứ quán Anh địa chỉ mới trên Quảng trường Cộng hòa Nhân dân Luhansk. Các công nhân thành phố Moscow đã thay một tấm biển bên ngoài đại sứ quán Anh vào thứ Sáu 8 tháng 7 bằng tấm biển có chữ Quảng trường Cộng hòa Nhân dân Luhansk, đổi tên một dải đất bên ngoài cơ quan ngoại quan để vinh danh khu vực miền Nam Ukraine tự xưng. Nga đã công nhận Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Luhansk là độc lập ngay trước khi đưa quân vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2, nói rằng họ buộc phải bảo vệ những người nói tiếng Nga ở đó. Ukraine và các nước phương Tây cho rằng Nga đã viện cớ vô căn cứ để tấn công các nước láng giềng. Đại sứ quán Anh hôm thứ Sáu cho biết họ sẽ tiếp tục sử dụng địa chỉ đã có trước khi đổi tên. Chính phủ Anh cũng như toàn bộ cộng đồng quốc tế không công nhận cái gọi là Cộng hòa Nhân dân Luhansk và Donetsk. Bộ trưởng Quốc phòng Nga hôm Chủ nhật cho hay, quân đội Nga và phe ly khai hiện đã kiểm soát toàn bộ khu vực Luhansk của Ukraine. Chính quyền Moscow cũng đã đổi tên một giao lộ gần Đại sứ quán Mỹ là quảng trường Cộng hòa Nhân dân Donetsk theo tên một khu vực ly khai khác do Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine.